tiên những cái năm đầu á, Elon Musk á, nó đặt hãng vụ làm mấy chiếc Tesla đầu tiên á, cái mấy anh kỹ sư nó qua hãng vụ nói chuyện là tụi tao chế chiếc xe không có tốn miếng xăng nào hết, mà sport đẹp lắm, giống như xe đua vậy đó. Mình là người lấy đồ của nó làm, mình nghe mình cũng thấy tức cười, mấy mày tụi điên quá, làm cái chiếc xe gì mà chạy không có điện. Cả mình cũng chửi nó nữa, nhưng mà nó mướn thì sư phụ làm thôi. Thế sao nó chế được một chiếc, hai chiếc. Mà lúc đó chưa ra stock, những cái năm beginning là ngay Fremont chứ đâu. Cái hãng đó, hãng sư phụ sát bên đi bộ còn được mà. Thì cái hãng sư phụ gần nhau thì nó qua. Thì trong đó Việt Nam nhiều lắm. Thằng Việt Nam bạn sư phụ là cánh tay phải Elon Musk á. Nó kể Elon Musk nó, trời ơi, nó bình dân lắm, tối là nó chui dưới mấy cái bàn nó ngủ. Ủa, nó giàu vậy sao nó không lên trên giường niệm nó ngủ mà chui bàn ngủ? Ừ, nó sợ mấy thằng Elon xuống kiếm nó. Thật sự nó có tiếp xúc với Elon đó, vui lắm. Chuyện của nó thì biết nhiều, đại khái trên mạng mình không có nói nhiều. Thì những năm đầu á, lúc đó chưa có ra public gì hết, cái nó tí sư phụ 600 mấy nghìn đô, mà trong khi á là 600 mấy nghìn đô là thời đó nó lớn lắm, nó cũng cỡ 6-7 triệu giờ, nó đâu có tiền đâu có trả, quọng quá không làm đồ mày. Người phụ mới không có ship cho nó, tức là không có giao hàng cho nó, thế mày trả tiền tao tao mới làm tiếp, trời gây với nó ăn chập gì đó. Nhưng mà cái tức cười mình muốn nói chỗ này là hồi đầu tiên kỹ sư nó qua nó kể á, mình thấy tức cười, mày bị điên á, làm gì xe mà chả có điện. Giờ thiệt quá trời luôn không, sau này cái người ta chửi mình điên mình mới biết là bị nghiệp á. Bây giờ những gì sư phụ nói là quá trời thiệt luôn, nhưng mà ta cũng nói mình là điên á. Hồi xưa mình kêu Elon Musk là thằng điên, bây giờ mình bị người ta chửi lại là điên. Cho nên cả hai thằng bị đều bị chửi hết, tao chửi mày thì người khác chửi tao.